U40 còn cư sừng giả làm em gái mưa, Việt Hương bị Trấn Thành chửi, và rồi thấy trai cứ tận hết cả lên. Việt Hương không kìm lòng được khi đứng trước trai đẹp khiến Trấn Thành phải lên tiếng. Tham gia chương trình Người Bí Ẩn, Việt Hương xuất hiện trong bộ trang phục nữ sinh, tạo hình em gái mưa khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Tuy nhiên, em gái mưa phiên bản U40 lại có tật mê trai. Đang diễn show deep thì em gái mưa phước vội cặp lẫn ô khi thấy ba soái ca, xứng sổ lao đến ôm ấp. Dáng vẻ cưa sừng làm nghé của Việt Hương khiến Mai Tài Phến, Tiến Vũ hết hồn. Nữ danh hài phát cuồng trước trai đẹp khiến Trấn Thành phải lên tiếng bà ngoại. Bà là bà ngoại của mấy sắp nhỏ mà vừa gặp bà đã tí tởn. Ông xã Harry Won mắng đàn chị. Rửa phèn rửa hoài không hết à, thấy trai là tấn hết cả lên khiến khán giả cười té ghế. Việt Hương cũng chẳng vừa, phản đầu ngay lại bằng cách cạnh khóe Trấn Thành. Ông bầu xấu tàn nhẫn, cỡ nào tôi cũng chịu, chỉ có cỡ ông là tôi không chịu thôi. Bị xỉa xối mặc áo đen để giấu cân nặng, Trấn Thành xấu hổ che áo rồi vặn lại Khả Như câm nín. Chắc Khả Như cũng không ngờ mình lại bị Trấn Thành nói một câu đâu như vậy. Trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng số vừa qua, Khả Như đã khiến khán giả phải cười bò khi có màn xỉa xối Trấn Thành ngay trên sóng truyền hình. Trấn Thành đại nghĩa bị Khả Như dìm hàng không thương tiếc về cân nặng. Cụ thể, sau phần trình diễn của một thí sinh nam, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã nhận xét rằng anh chàng rất thông minh khi chọn cho mình một chiếc áo đen, vì đạo diễn cho biết màu đen khiến cho mình thon gọn hơn và rắn rỏi hơn. Tuy nhiên, vô tình hay hữu ý, câu nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã khiến Trấn Thành ngồi bên cạnh cảm thấy nhột. Nam danh hài nhanh chóng lấy áo khoác ngoài che kín áo trong màu đen của mình lại. Tinh mắt thấy hành động này của Trấn Thành, Khải Như đã lập tức lên tiếng xì xói ông xã Harry Won không thương tiếc. Khải Như cho rằng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đúng là một đạo diễn tài ba, khi một phát bắn trúng hai con nhạn là Trấn Thành và Đại Nghĩa. Thế nhưng Trấn Thành cũng không vừa, nam danh hài nhanh chóng lên tiếng vặn lại một câu hỏi, khiến Khải Như cũng phải câm nín. Chỉ một câu nói em nghĩ áo em màu gì, đã lập tức khiến Khải Như đứng hình không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ. Nhiều khán giả không khỏi cảm thấy thích thú trước hành động đanh đá này của Trấn Thành. Trước khi quay clip mắng đàn em gay gắt, Việt Hương từng làm việc chung với Huỳnh Anh, ăn ý như thế này. Từng làm việc chung với nhau, nhưng một năm sau Việt Hương lại đăng đàn mắng Huỳnh Anh khiến ai cũng bất ngờ. Hai ngày qua, khán giả khắp nơi xôn xao khi nữ nghệ sĩ Việt Hương đăng tải đoạn clip với nội dung chỉ trích một nam diễn viên đến đoàn quay trễ. Ngay sau đoạn clip này, khán giả cũng nhanh chóng tìm ra danh tính của nhân vật mà cô muốn nhắc đến. Không ai khác chính là diễn viên Huỳnh Anh. Sống ở đời phải biết điều, cái gì không biết thì được, chứ không biết điều là không thể sống trên thế gian này được. Ông trời cho đẹp thôi, chứ cái tâm cái đức nó phát ra mặt mới giữ được hoài. Chứ một thời gian thành sủ nhi cũng không ai thèm mời hết. Đẹp rồi thì phải làm ơn, phải giỏi, giỏi rồi cũng phải biết làm sao cho tốt hơn, Việt Hương bức xúc. Việt Hương không thể kiềm chế cảm xúc khi Huỳnh Anh đến đoàn quay trễ, phải để ekip cả trăm người đợi chờ. Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên trẻ và đàn chị cùng hợp tác chung. Cách đây khoảng một năm, khi anh và Hoàng Oanh còn hẹn hò, cả hai đã cùng chơi game show Đàn Ông Phải Thế, chương trình này do Việt Hương và Trấn Thành làm MC. Xuyên suốt cuộc chơi, Việt Hương cũng khá thân thiện với Huỳnh Anh, cô liên tiếp nhắc tên nam diễn viên trong các phần thi. Nữ nghệ sĩ cũng có những lần cổ vũ trêu ghẹo Huỳnh Anh trong lúc anh thực hiện các thử thách. Chẳng ai ngờ rằng một năm sau đó, sự việc đáng tiếc giờ lại xảy ra. Đứng trước sự cố này, Huỳnh Anh cũng đã nhanh chóng lên tiếng nhận phần lỗi về mình. Anh bộc bạch, Huỳnh Anh cúi đầu xin lỗi với các anh chị em trong ekip, các bậc đàn anh đàn chị như nghệ sĩ Hoàng Sơn, nghệ sĩ Việt Hương và nhất là với người đã có lời mời Huỳnh Anh tham gia game show này. Huỳnh Anh sẽ nghiêm túc kỷ luật bản thân để sự việc này không còn xảy ra nữa. Việt Hương livestream chửi đàn em tên anh, đẹp trai thì về nhà lấy miếng vải chà lên mặt rồi liếm cho nó no. Việt Hương thể hiện thái độ tức giận trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của nam diễn viên điển trai. Mới đây Việt Hương đã chia sẻ đoạn livestream thể hiện sự bức xúc về thái độ làm việc của một nam diễn viên trẻ. Cụ thể theo lịch hẹn thì các nghệ sĩ khách mời đã phải có mặt từ lúc 9 giờ sáng để bắt đầu buổi ghi hình vào lúc 10 giờ. Thế nhưng cho đến 12 giờ, nam diễn viên điển trai có tên anh vẫn không có mặt. Mặc cho các tiền bối trong nghề và cả ekip gần 100 người chờ đợi mấy tiếng liền, quá đáng hơn, dù gọi cho nam diễn viên này 78 cuộc thì anh chàng vẫn không bắt máy và cũng không có một tin nhắn phản hồi về việc đến tham gia chương trình.
Việt Hương cực kỳ bức xúc đến nỗi livestream chửi thẳng mặt đàn em vì thiếu chuyên nghiệp. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, bạn đó là diễn viên điện ảnh trẻ, là nam, đẹp trai, tên có một chữ Anh. Đẹp trai thì về nhà lấy miếng vải chà lên mặt rồi liếm cho nó no nha em. Việt Hương nhắn nhủ đàn em, ăn ở thế nào để giữ tên tuổi nha em, để cho người lớn chờ như vậy không có được. Ở đời phải biết điều, không biết điều là không sống trên thế gian này được, nghe chưa? Có thể thấy Việt Hương cực kỳ không vừa ý khi nam diễn viên trẻ lại có thái độ làm việc vô tổ chức, thiếu chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng đến hơn 100 con người khác. Will Hoàng Sơn, Khảng Như, Buka đã chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn phải ngồi chờ nam diễn viên tên Anh. Ngoài ra buổi ghi hình còn có rất nhiều khán giả phải chờ đợi bên ngoài. Ekip liên tục gọi điện thoại nhắn tin nhưng phía nam diễn viên trẻ vẫn không có bất cứ phản hồi nào. Mặc dù không nói rõ là người nào, thế nhưng theo những gợi ý, nhiều người dự đoán nam diễn viên đang được nhắc đến đó là Huỳnh Anh. Ngày ấy bây giờ của dàn diễn viên chính Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Tham gia phiên bản Việt của bộ phim Đình Đám Hậu Duệ Mặt Trời, dàn diễn viên Song Luân, Khả Ngưng, Hữu Vi, Cao Thái Hà nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Song Luân, chàng trai đa tài sở hữu gương mặt và thân hình chuẩn, Sojujin. Sở hữu ngoại hình bắt mắt, tuy nhiên con đường làm nghệ thuật của chàng ca sĩ trẻ sinh năm 1991 chưa để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Bắt đầu bước chân vào showbiz bằng con đường ca hát nhưng lại vấp phải hai lần thất bại tại Giọng Hát Việt 2012 và 2015. Sau khi ca hát không mấy thành công, nam ca sĩ trẻ rẽ hướng sang đóng phim. Trong dự án hợp tác với siêu mẫu Thanh Hằng, vì vào vai phụ nên đức diện của anh chưa được nhiều. Thay vào đó, điều khiến nam ca sĩ nổi tiếng hơn cả là cảnh khỏa thân nóng bỏng bên đàn chị. Thời điểm đó, cảnh quay táo bạo của cặp đôi xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Cái tên Song Luân từ đó cũng phổ biến hơn. Sang Lật Mặt 3, nam ca sĩ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng hơn. Trở lại với màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình dài tập Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Song Luân nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, sở hữu lợi thế của một gương mặt đẹp và body chuẩn bản gốc. Khán giả mong muốn thấy được sự thay đổi của Song Luân so với những bộ phim trước kia. Song Luân đã thay đổi từ một chàng trai có vóc dáng hơi thư sinh trở thành một người đàn ông gợi cảm. Trong bộ ảnh mới của phim Hậu Duệ Mặt Trời, Song Luân vẫn giữ được phong độ của mình, ánh mắt đầy nội lực, vóc dáng toát lên sự mạnh mẽ, kiên cường của một người lính. Khả Ngân rũ bỏ đời tư thay đổi hình ảnh hot girl. Ở tuổi 15, Khả Ngân bước vào showbiz khi xuất hiện trong nhiều MV và trở thành gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Cô được yêu thích bởi ngoại hình trong sáng dễ thương. Hình ảnh của cô không chỉ xuất hiện trong các tờ báo trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Khả Ngân khi mới bước vào showbiz sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn với nước da ngâm và gương mặt không mấy cuốn hút. Năm 2013, cô vướng phải scandal đầu tiên, cư dân mạng phát hiện cô không mặc áo ngực trong một bức ảnh hậu trường, phá vỡ hình ảnh sạch từ trước đến giờ. Năm 2014, từ khóa hot girl, Khả Ngân hẹn hò với thầy giáo U40 được lan truyền một cách rộng rãi, trở thành bão dư luận. Sau đó, việc Khả Ngân bỏ học vào năm 12 cũng khiến nhiều khán giả thất vọng. Đối mặt với mọi chuyện, Khả Ngân vẫn giữ im lặng, được biết cô đã bị trầm cảm trong suốt một khoảng thời gian dài. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, Khả Ngân quay trở lại với một hình ảnh mới táo bạo sexy hơn. Quay lại với khán giả qua vai nữ chính trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Khả Ngân quyết định từ bỏ hình ảnh một hot girl với nhiều tai tiếng để hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và cho khán giả thấy những cố gắng của mình. Khả Ngân xuất hiện với hình ảnh đầy nữ tính trong bộ ảnh mới của phim Hậu Duệ Mặt Trời. Hữu Vi, chàng người mẫu điển trai trong showbiz Việt. Bước chân vào showbiz với hình ảnh chàng mẫu sở hữu gương mặt điển trai dáng vẻ thư sinh giúp Hữu Vi thu hút rất nhiều fan nữ. Hữu Vi từng sở hữu ngoại hình khá lép so với lớp mẫu teen ngày đó, phong cách cũng đậm chất thư sinh dễ thương. Sau khi đoạt ngôi Á vương Mr. Global 2014, Hữu Vi trở thành gương mặt sáng giá trong làng mốt. Không dừng lại ở đó, anh còn tham gia vào lĩnh vực diễn xuất qua một số bộ phim và khách mời MV ca nhạc. Đặc biệt, anh còn giữ vai trò là host của chương trình The Face năm 2017, thay cho siêu mẫu Vĩnh Thụy. Hữu Vi đã làm khán giả bất ngờ khi quay trở lại với hình ảnh đầy sự nam tính, với body chuẩn sáu múi và gương mặt đầy sự quyến rũ. Với sự xuất hiện lần này trong Hậu Duệ Mặt Trời, Hữu Vi vào vai Thượng sĩ Bảo Huy, một người lính can đảm mạnh mẽ nhưng cũng có nhiều nét đáng yêu tinh nghịch. Vai diễn hứa hẹn sẽ thể hiện sự trưởng thành của Hữu Vi so với hình ảnh thư sinh hay lãng tử mà anh từng thể hiện trước kia. Cao Thái Hà, người đẹp không ngừng ngại thừa nhận giao kéo. Khi được lựa chọn vào vai Trung úy Minh Ngọc, Cao Thái Hà khiến khán giả nhẹ nhõm phần nào bởi khả năng diễn xuất trong những bộ phim trước đây.
Trong phim, Trung úy Minh Ngọc là một người lính mạnh mẽ, can đảm, nhưng lại có lúc yếu lòng khi đứng trước một người đàn ông. Thời điểm mới vào nghề, cô loay hoay giữa một trường diễn viên trẻ để tìm được chỗ đứng cho mình. Cô chứng minh thực lực của mình qua nhiều vai diễn gây ấn tượng với khán giả. Cô cũng khiến cư dân mạng xôn xao về ngoại hình khác xa lúc trước. Cao Thái Hà không ngừng ngại thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho hay, bản thân vốn không tự tin với ngoại hình cũ nên quyết định thay đổi nhờ dao kéo. Không thể phủ nhận rằng sau khi có một gương mặt khả ái hơn, Cao Thái Hà nhanh chóng được sự chú ý nhiều hơn. Mặc dù tạo nên làn sóng ý kiến trái chiều trong công chúng, nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho ekip thực hiện Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Khi người hâm mộ Việt Nam đã chú ý đến bộ phim, ngay từ những ngày đầu, công chúng đang rất háo hức chờ đón những gì mà các diễn viên sẽ thể hiện trong bộ phim. Ngoài ngoại hình được đánh giá cao, bị xỉa xối mặc áo đen để giấu cân nặng, Trấn Thành xấu hổ che áo rồi vặn lại Khả Như câm nín. Chắc Khả Như cũng không ngờ mình lại bị Trấn Thành nói một câu đâu như vậy. Trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng số vừa qua, Khả Như đã khiến khán giả phải cười bò khi có màn xỉa xối Trấn Thành ngay trên sóng truyền hình. Trấn Thành đại nghĩa bị Khả Như dìm hàng không thương tiếc về cân nặng. Cụ thể, sau phần trình diễn của một thí sinh nam, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã nhận xét rằng anh chàng rất thông minh khi chọn cho mình một chiếc áo đen, vì đạo diễn cho biết màu đen khiến cho mình thon gọn hơn và rắn rỏi hơn. Tuy nhiên, vô tình hay hữu ý, câu nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã khiến Trấn Thành ngồi bên cạnh cảm thấy nhột. Nam danh hài nhanh chóng lấy áo khoác ngoài che kín áo trong màu đen của mình lại. Tinh mắt thấy hành động này của Trấn Thành, Khả Như đã lập tức lên tiếng xỉa xói ông xã Harry Won không thương tiếc. Khả Như cho rằng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đúng là một đạo diễn tài ba, khi một phát bắn trúng hai con nhạn là Trấn Thành và Đại Nghĩa. Thế nhưng Trấn Thành cũng không vừa, nam danh hài nhanh chóng lên tiếng vặn lại một câu hỏi, khiến Khả Như cũng phải câm nín. Chỉ một câu nói em nghĩ áo em màu gì, đã lập tức khiến Khả Như đứng hình không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ. Nhiều khán giả không khỏi cảm thấy thích thú trước hành động đanh đá này của Trấn Thành.